Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại channel của mình. Ngày nay thì mình sẽ đánh thử ở cái bàn Professor Endless này các bạn nhá. Đây. Professor Breaker Endless này. Và mình sẽ thử với cái tem Valorant Tour này sẽ đập vào Chezzy rồi là Zalapero thì cuộc chiến nó sẽ như nào các bạn nhé. Nào, các bạn hãy cùng thử với mình nhá. À, đập ở đây thì toàn là bom cherry đấy các bạn ạ. Cherry xong là đến ra là Peru này. Ok. Ủa, ớt cay nhiều quá các bạn ạ. À. Để xem nào nhá. Toàn ớt cay này thì sao chơi? Ok, bây giờ mình sẽ thử với thằng Giga nhé. Ok, bây giờ mình sẽ thử với con Giga con tua xem cái tem Zalepero với cả Cherry Bomb có ăn được không các bạn nhé. Đây. À. Bây giờ tem này nghe căng lắm các bạn ạ. Hiểu ăn được không? Bây giờ quên mất mình để đập hộ của con Giga rồi. Đủ luôn, không thừa một một phần nào các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đánh ở cái bản Column Line UCM này nhé các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ chọn một cái loại plan đã, xem nên lấy cái loại nào để chiến nhau với tem này nào. Mình sẽ cho tem con gì nhỉ? Cái này pull rồi, cắp bớt pull nhá. Cắp bớt pull này. À. Xem đây là pull của cái gì các bạn nhé. Không thì phải hút bớt giáp giết cả thứ của con này ra. Ok đấy. Được không nhỉ? Đắp đi. Mình sẽ cho thêm tem Start Full ra nhé. Ok, tiếp theo thì mình sẽ đánh nốt cái bản về cái tem
Botten này với cả con Zomboni các bạn nhé. Để mình xem cái này nó bắn có đạt hiệu quả tối đa không. Đây, từ đầu là cặp bot tem này các bạn nhé. À, thì mình phải cho nhiều nhiều cắt tay giật tí. Ok, mình đã bày binh bố trận rồi. Giờ chỉ đợi bot tem với cả Zhongguni xem nó tiến lên kiểu gì các bạn nhé. Chạy nhanh hay sao? Sao nó đi kiểu gì nó xuyên qua được cả cái này đấy? Mình chưa hiểu được. Nhiều lúc nó cũng ngoài các bạn ạ. Nhiều lúc không hiểu lý do vì sao thật. Mình thấy nó lao một phát qua mấy cái xe đấy mình đã buồn cười rồi. Cho bị cắt tút ra các bạn nhé, bắn nhau là chất. Chết rồi, phí quá, phí cái được quá. Rồi, nó đang biến đổi hình dạng một tí. Đấy là và đối với chúng tôi đây. Tí nó vọt qua là thật thì đua đâu. Tí nữa mình sẽ xem nó biến về hướng nào nhé.
Ây da. Thôi, trong video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi các bạn ạ. Xin chào hẹn lại các bạn ở các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Ok, xin chào hẹn gặp lại nha.